Nhằm nâng cao ý thức và hỗ trợ người dân phòng chống dịch COVID-19, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào vừa lắp đặt cây ATM phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân. Ủy ban nhân dân phường lắp đặt cây ATM tự động phát khẩu trang tại khu vực chợ Thứa, thường có đông người dân qua lại, với số khẩu trang ban đầu là 10.000 chiếc. Điểm đặt cây ATM khẩu trang cũng được bố trí các vị trí đứng giãn cách và trang bị nước sát khuẩn. Khi người dân vào lấy khẩu trang, thiết bị sẽ nhận diện và đẩy khẩu trang ra. Mỗi lần một người được phát 3 chiếc khẩu trang. Cùng với đó, phường Dị Sử cũng bố trí lực lượng đoàn viên thanh niên trực tại cây ATM khẩu trang hướng dẫn và tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.